hôn đi hôn đây hôn bên này hôn bên kia nữa hát đi hát đi. Nó no, nó không có đi đâu, nó đi ra ngoài vườn chơi. Không khỏi con, không còn sách sách chứ nó nặng. Không, không phải có nói nó đi mà tưởng nó đi đâu. Nó đi đâu mà nó ra làm sao thôi. Nó đi ra làm sao, để bắt đầu sách đi cho nó nặng. Đã chưa, đã rồi. Đã rồi, là thôi á, thôi á, rồi thôi. Đi, rồi đi đây hả? Mà không đi mà cho bán bộ ngoài đi bộ ngoài đi. 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 Trời ơi, trời ơi, trời ơi, chị leo lên đó chị ngồi hả chị sang quá vậy chị hả? Thôi cho tụng kinh của tôi nghe chị. Trời ơi. Ok, exercise her. Okay. Sister, a doc. Rồi chưa? Chưa đâu này phải không? Rồi lấy cho ba cây gậy để thôi. Ra đá banh, hay bà ra đá banh. Con đang thủ ngô trời ơi. Ra đá banh đó bà ơi. Lấy cho ba cây, lấy cho ba cây gậy của bích. Bà để trong nhà. Trời ơi, bữa nay bà nào bà đây cũng bỏ gậy hết trơn ông nội ơi. Coi như là bữa nay là bà nào mà thấy muốn trẻ lại hết trơn á trời. Bà nào cũng muốn trẻ lại hết trơn á. Đó, đó bà nắm tay bà kìa đó. Đưa nó đưa tay nắm đi cho đẹp. Đó trời ơi. Tuyệt vời. Anh nè, rồi thì cô Bích quay hả? Quay giùm tôi. Bây giờ ra sao cắt khẩu qua. Dạ. Ở trước có nhưng mà chỗ này đi bị dắp tới là đi làm sao đi. Để làm sao? Đây. Thầy đạo diễn. Đây. Thầy muốn hỏi bác cái rau này rau gì nè? Cần cua. Cần cua là để làm gì? Để mai cắt cái rau. Hôm nay ăn hết cái củ đi. Cái củ nè. Xin xe.
Ai biết cái rau này rau gì không ta? Thầy nói rau tầng ô hay là tầng gì đó. Té là băng quạ đó. Khổ qua đây bác nè, đó đằng trước mặt bác kìa, bác đây đây đó đó cũng được. Coi chừng nó cắn nhau đó thầy. Cắt đi bác, cắt đi. Trời ơi, con mới cắt hôm qua mà bây giờ nó ra nữa rồi kìa. Da là đó là ăn ăn gì hết. Mà thấy ham chưa? Đó là năm nay là nó không tốt quá các bạn đó. Năm nay nó không tốt mà còn vậy đó nghe. Con bước này được không thầy? Thầy bước qua chưa? Bước qua được cái té thôi bác. Cầm đổ đi. Cầm đổ đi, kéo đây. Trời quá trời, bữa nay nó ra quá trời thầy. Cho nên nó ra lẹ lắm. Quá trời lẹ. Khi mà nó ra, khó ra. Đây nè thầy, cái này nó đều đều vậy thầy. Đây. Đó, cái này đều đều. Đó, đó. Con ngắt cái này cho nó rồi. Đó. Phải. Thôi đừng ngắt, thầy ngắt. Dây, ngắt dây. Cắt đi dây, đó. Là để tôi kho khi chi kho qua đèo kho mấy quá nghe kho đèo để ngon lắm đấy thầy ơi. Vâng, nó còn trên này nó tới đây này, thấy chưa? Trời tụi ơi, tụi luôn ra trái không rồi, trông vậy chứ mà cắt trái không. Nhiều lắm. Đó. Thôi vậy cái ngày mai có nữa nè, để cho nó lòn xuống ngày mai có nữa nè. Cái ngò om thì khó trồng lắm, con trồng hoài không được cái ngò om này. À, dạ ngò om hả? Dạ. Cái ngò trong ngổ bên đó. Dạ, rau ngổ. À, được kêu rau ngổ đó. Nấu canh khoai thỏa mấy này. Đúng rồi, ngon lắm. Mấy này trong nước là ngon lắm đấy nha. Rồi, con cho thỏa ngon, không thiếu cái này là không có điều đâu con. Dạ, nó không có thơm, nó không có giống, dạ. Mấy cầm chắc là thấy nó còn lũi dạ, không nó con lũi trong cái bầu lâu nó chín đây là thầy chứ đầu thầy có cái nhỏ nhỏ đây là có đó 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 ngay cái chín của thầy đó đây là nó đều đều đó đây còn quay cái xe Honda của thầy. Dạ. Rồi. Đây thầy. Đâu? Cái trái đây thầy. Cái dư gan đâu? Dư gan đó. Dư gan. Hôm mình thấy lộn á. Dạ. Bây giờ nó đây đó. Hôm mình thấy lộn đó. Đây trái đây. Dạ vâng. Trời ơi thầy, con dây có chút không có đậu đó thầy. Vâng. Lúc nào cũng được thầy. Bác ơi. Bác cứ xuống ở với thầy. Lúc nào mà đi xe lửa cũng được. Mấy cái cháu nó không đưa được. Kêu ông Đan ra ông đón đón bác nha. Vâng. Con cắt luôn đi ăn luôn, còn như cho chứ già tới nơi rồi nè. Ờ, ôi trời quá trời. Nó già tới nơi rồi.
nó đeo hết rồi thầy. Ồ vâng. Đó rồi. Cái này kho mấy con này. Vâng. Đi vô mua mà mua hết này. Đây là u quá trời. Ý là hôm nay ít đó cậu à. Hôm nay nó không tốt đó. Chứ nó tốt thì còn dữ dằn lắm á. Cái này quá trời. Quá. Quá trời. To. Đó. Sao mà nhỏ đâu. Tại mình đây mình thấy nó vậy chứ nó tới to mà trời rồi đấy. Đó, dạ đúng rồi đó. Cái bưng nổi không? Bưng nổi là còn được. Còn nổi. Còn đâu nữa không? Đó, cái ngay chỗ đó, tay thầy đi vào ký đó, có cái thằng rào đó đó. Nó nhỏ cô. Nhỏ hả chứ? Ở đây nè. Nè, không thấy nè. Cái tay mình nó trốn rồi, nó mới bự, nó to. Nè. Wow. Vui ha. Ổ hoa. Ổ hoa mới cắt đây ai mua không? Bán này. Cô này còn tiếu lâm nữa chứ. Đồng ba trái, một đồng ba trái. Cô coi đi con trái nè. Mại biết cô thấy không chứ. Biết bao nhiêu con nó ăn là thấy chưa mà nó còn trái vậy nè đó cà chua đó con chì ra tao thấy trời quá cà chua à, biết bao nhiêu con vậy nó ăn luôn á mà nó còn trái vậy đó quá trời trời. Cái này biết cây gì không cái gì cà pháo ô cà pháo mà. Trời ơi muối sổi ăn mấy canh rau đay rồi canh mồng tơi hay rau đay cũng ngon đây mấy rau dền đốt tập tàn nó ôi dạ. Chưa leo cho cô đắp mặt thôi nè đắp mặt. Cô có đắp mặt cho leo không? Dạ thôi trời, con không có làm đẹp. Con thấy một trái thiệt bự ở đằng trước mà con mà leo không tới. Đây đằng trước luôn. Cái này rửa đi rồi cái bẻ ra ăn ngon lắm này. Dạ, nó non á. Bữa bữa nay nó quá là tốt mà bữa nay phải cắt quế rồi bỏ mối nữa. Đi. Dạ. Bỏ đi đổ ra đằng trước đi để bỏ. Để đổ ra trong này đi. Linda, go to the front if you can. This way. Để đây lấy cái hộp, lấy cái rổ khác, lấy cái rổ, lấy cái gậy. Con để đây con lấy cái gậy đó. Đây đây. Con đắt đi con, con đắt đi con. Con quậy quá con. Ba chân. Hai người ba chân. Đây đây, đây đây, đây đây. Đây đây. Đây đây, đây đây. Đi đi, đi đi. Đi đi quay hình. Cái này mồng tơi leo nè. Mồng tơi. Mồng tơi. Một phao rất cổ. Dạ, đúng rồi đó. Bác mà khẩn là không có chỗ nào mà muốn vô chùa là cứ xuống đây bác. Dạ, cứ chỗ nào bác có duyên mà mình thoải mái đó, thoải mái rồi mình. Dạ. Yeah. Dạ, trị rắn nha. Cái cây có hoa đó bác biết cây gì không? Cây này nè. Đậu bắp nè, hoa đẹp lắm. Ừ. Dạ. Rau má nhiều lắm bác ơi. Nó bắt đầu trái nó buồn rồi nó ganh tị rồi theo nó buồn nó chán rồi theo thấy con kia theo theo bà chủ nó buồn nó chán rồi hả? Ê sa sê sê nè sa không nó cắn con Elsa nó cài nó cũng đó 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 chết cha quả báo rồi quả báo rồi mày đặt mặt quái nữa bữa đây mà cái đầm nữa diện dữ vậy quả báo rồi bà kia ngồi rồi bà kia ngồi với má đi để đi thôi để cho bà ngồi đi. Chà, ngồi đó gì đi. Đã đi cắt rau nha. Đi cắt rau nha, dòm đó. Dòm coi cái bà bạn của mình ở đâu rồi. Không biết không? Không biết rồi sao, biết đó. Bây giờ thì ăn cái gì hết đi. Anh chút nó con cắt cho thầy. Thì nó ăn mấy này nó chuyển, nó lấy nhị nó chuyển sang mấy cái. Nó lên quá trời. Yeah.
Tết thì tôi tặng cho người già đó $2,000 đó, bà mới đủ không nè. Nó vừa đồng một bao, nhưng mà năm nay nó ở biếu cho các cụ già một phần như vậy 500 ngàn Việt Nam, mà tiền mặt cho mấy cụ 300, còn tiền 200 thì mua gạo với mua mì. Bà nguyện rồi. Ai? Không bèn ra đâu. Quay rồi nó cắn cái gì thì sao? Rồi bác. Cho ăn. À. Bà đưa cái giống về trồng ấy, mà giờ bà mất rồi. Bà mất rồi tội nghiệp, cho nên ráng trồng kỷ niệm bà cụ. Trời ơi, mẹ con thầy sư đại. Ô, 3-4 trái luôn. Trời ơi, mà con thấy mà con không có làm, không có kéo được. Bà Kha này. 1 trái. Wow. Đúng không? Năm nay là nó không có đẹp không, mà nó còn cái vậy đó. Wow. 2 trái. 3 hồng. 3 trái. Đông nữa không? Thấy, con thấy 3 trái to đó đó. Nó trốn đâu mà hay lắm. Có nhiều khi mình không thấy không? Ở mình kho cũng ngon thấy không? Dạ. Cái đèo mình kho. Dạ. Mình cũng nổi không? Cũng nổi ạ. Ngồi đảng đất rồi chúng mình tới lượm cho. Rồi. Ráng ăn cho nó mát của bác ơi. Dạ. Trên đầu thầy kìa. Anh trên đầu nè, trên đầu thầy con cái nè. Ồ. Đây thì nó còn ngon, ngon lắm á. À đây đúng rồi, chưa đang bún. Ăn bún còn qua bún còn á. Chưa đang bún cái rau sống nữa cụ. Dạ, rê sống vô ăn. Vô leo này ăn xong. Đây có trái thầy. Ờ đúng rồi, con xong hả bắt lại vậy sao? Bà, bà 95 mà chỉ ông 4 mấy. Thưa thầy. Mồng tơi thấy không? Nhà bà này đó thầy, nhà bà Linda đó cụ bác nhá. Dạ đất rộng lắm. Dạ mua đi mình sát nhau rồi. Dạ. Lại khổ quay nhóc nữa. Ờ, dạ chín rồi. Dạ. Ô, có trái đỏ nè thầy. Trái đỏ. Ui, ô, cái trái đỏ đẹp quá thầy. Đây nè. Thấy rồi. Chín rồi. Trái đỏ đây, bây giờ mình phơi hộp đó phải không? Dạ, khăn rồi. Dạ, khăn cứu đế rồi. Bác để dưới đất, nó nặng. Nó nặng, bác ơi. Để chút con lượm lên cho, bác để. Thầy, hai trái đỏ thì đẹp quá. Cái màu đỏ đẹp, màu cam đẹp quá kìa. Chín rồi. Chín rồi, nó đang được đâu. Hư nữa. Học với mình. Bỏ lại đó để cho nó lên, cho lại. Lại, đó lên lại. Trời ơi cái hộp đẹp quá trời. Còn trái cam nữa kìa thầy, đó đó kìa, đó. Không mắc cái gì thấy cho tôi không thấy rõ đâu. Không trọng hả? Để con không cắt nó rớt xuống rồi mình lượm. Cũng phải vô trọng thôi. Vậy hả? Uổng không nó chạy qua bên kia. Đi vô được nhưng mà mất công vậy thôi. Ừ. Còn xưa cái giòm có còn đâu nữa không? Tôi bắt tôi thấy một cái gì. Bởi bà cụ 95 lại giòm. Bà cụ 95 lại giòm coi. Này để con để đây, con đợi con.
Nè, nè, nè. Vậy là cô vô trong cắt cái này luôn nè. Vô trong hay vô cửa nào? Đó mà, cửa nó vô mà. Đó. Vậy gì? Nó dòm, dòm cái có trái nào nữa không? Trời mới ba lớn mà bày đặt có con ha, như hôm qua này. Ờ mấy bữa nay thì bởi vậy cho nên lấy ra là bỏ cái hộp như vậy đó, thành cho nó lên nữa, năm tới nó lên. Còn còn nè nè nè. Đâu rồi dòm coi, có cái trái đó lòn lòn toàn đó. Đâu rồi? Nè nè phải ở đâu rồi nè. Đó. Rồi, thấy chưa? Thấy football. À, nó chập. Ở đây. Trời ơi, còn răng ăn dưa leo ngon lành vậy đó. Chà, tủ này chắc còn tái giá được á. Ký ông già là chừng 101 vậy đó. Kiếm ông nào phải chừng 101 vậy đó, rồi hai bà sáng dẫn nhau đi thể dục. Đẹp không? Giống như cái hoa này. Đó, cái đó mà trồng chú đợt thành nhiều cây lắm đó. Mà. Lấy cái hộp ra thôi, lấy cái vỏ để hồi nấu nước uống. Trời, mấy cái này ok, thịt không nấu nước uống, nhưng chung nó ra bị thuốc. Cô lấy cái, không phải, cái vỏ kia hư rồi bỏ. Cô chừng đạp mấy cái xả tôi. Cô lấy cái hộp đó, cô lụi 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 cái đất đi. Để con đem về con trồng đi. À, cô đem về nhà hả? Dạ. À, vậy cô lộn luôn mấy cái hộp kia lên. Rồi cô phải... Nhiều đó trồng cũng lụi rồi. Ở nhiều đó cô trồng cả làng á. Một trái được rồi. Nhưng mà lộn mấy hộp nó bỏ trái thiệt đẹp không? Đẹp quá, cái màu quá mà. Lộn đi. Vậy là mình trồng cái chứ không cần để khô. Khô chứ, khô. Không, giờ phải... bây giờ hồi đi đem vô đi tôi làm cho. Phải chà cái đó ra rồi phải khô. Ủa chết rồi. Ở đây nó có con sâu gì nữa rồi cô ơi. Ngàn sâu gì mà nó ăn gì nè ta. Rồi ơi, đâu con mắt tỏ dòm của nó ra con sâu gì mà tôi không thấy con sâu mà tại sao nó ăn vậy thế cô Bích? Đâu, cái này thì... Ủa, ăn sạch bách hết ha? À mà có dòm tôi không thấy con sâu nghe. Ok, nói bà 95 tới đi. Bà cậu, cô dòm với con sâu nè, mới đâu cô? Tôi không thấy con sâu mà tại sao nó ăn vậy ta? Ôi, nó ăn thiệt là ngon, mà mái cái cây này cây quang. Quang rồi tới hồ nó nhảy qua bên kia thầy. Không, nó ăn loại nào, nó ăn thứ à. Trời đất ơi, nó ăn không còn cái lá. Mà con gì ta? Mà sao mình không thấy con đó ha? Nó nhỏ lắm thầy. Hay là nhiều khi nó bay quá, nó ăn nó bay đi. Ồ, chắc có thể vậy quá. Đây nè, trái nữa nè, hôm qua nè. Nè, cô. Nè. Cái giống hôm qua xanh này là giống của Ấn Độ nè. Cái loại này mới là loại đắng nè. Tại sao cô nói tại sao nó không đắng? Dạ. Loại này mới là loại đắng đó. Mà thường thường nó nhỏ lắm, nó không có bự gì đâu thầy. Rồi còn nữa kìa. Rồi mắt thầy nữa. Đó, không phải mắt tôi, tại nhờ tôi đeo kiếng tôi nhìn xa thì nó thấy. Đó, đó kìa. Trái đó, đó đắng muốn đắng trái đó đó, đó đó đó, nó nhỏ đó, nhớ bán chợ bán trái đó đó. Thấy chưa? Rồi xuống. Xuống, leo xuống đó. Ồ, trên này để con giọng dưới. Đó. Ở trái đó mới đắng đó. Đó. Vâng. Rồi sáng. Sáng cái hộp sáng ra là có mấy chục đồng thấy chưa? Còn hai ba trái nữa cụ ơi. Bỏ vô túi. Cụ. Đâu vậy chỗ gậy đâu vậy? Đây nè, còn hai ba trái nữa kìa. Mà làm sao biết khổ qua Ấn Độ với khổ qua. Cái này là qua khổ qua Mỹ nè. Nó mới hả, nó không gì kìa. Mỹ là nó bỏ đây tôi bỏ túi cho. Ủa, còn nữa kìa. Đâu? Cho cô giữ đố cô dòm thấy. Nữa. Rồi đây nữa nè. Để tôi cầm cho. Dưới cái dánh, đó. Vậy chứ ngày mai cô ra kiếm có nữa đó. Hổ qua là một đậu bắp là hai nha. Hả? Yêu cầu nó mọc lẹ lắm.
Bà cụ bà kiếm dưa leo, cụ ăn dưa leo, cụ thấy dưa leo tôi trồng không? Ngọt ngay phải không? Dạ. Hồi giờ sáng thấy hai rổ khổ qua rồi hen. Năm nay thất mùa rồi đó cụ ơi. Chứ tôi trồng rau đồ được ngon lắm á. Nè mồng tơi nè, thấy chưa, lấy hai mồng hai biết bao nhiêu rồi. Đâu? Cái nó còn nhỏ. Ở đây nè, bà lộ lộ tìm tìm ra nó nè cô Bích. Thầy ơi, mơ mốt bởi vì bà già này bà xuống ở đây mới được. Ừ, ăn liền tại chỗ. Hai tay hai trái rồi. Bà chỉ lung tung. Thôi đi vào. Đi vào. Bữa nay là đỡ không có tưới cây, mừng quá, hai ba bữa nay khỏi tưới cho nên tôi mới tiếp với bà được. Ông trời ông thương thấy không? Đó ngày mai cái là hai trái đó lớn á, thấy không? Ồ, có trái trên kia kìa, đó đó. À, công công đó. Trưa ngày mai mai mốt. Cái này còn mai mốt, này đó cái này cũng để mai mốt. Nơi đó là ngày mai mốt là lớn liền à, lẹ lắm, nó lẹ lắm. Có con gai ha, có gai cho cái. Vâng. Ớt. Vậy chứ mình đem ra chợ nó mua có một phao, một đồng một phao à. Bởi vì nó phải ăn lời. Nó bán 2 đồng 58. Không đủ tiền nước của thầy. Ủa sao tự đi qua giỏng nằm được rồi trời. Làm hay lắm, làm trời ơi. Tự qua giỏng nằm. Mà không té nữa ha. Vâng. Má con ngộ lắm. Mình cứ nói bà thấy mình là bà nhờ cho mình, chứ không có mình là bà bò tùng lung tà la. Không biết rồi kệ, cắt nấu cho hai bà già ăn đi. Nấu nó có cái nước. Cụ đâu rồi? Xế xế ở ai xa. Quậy nữa, tôi đạp ba nghe. Mới vừa tắm xong đó nghe không? Đó rồi, đó, đạp đó cái. Quậy quá đi, cái gì được. Cái gì cũng phát. Đi, đi. Con mắt nó ngọc bích hơn mà ngọc bích đẹp ha. Nó xà được con mắt à. Ê xà được con mắt à. Mắt màu ngọc bích. Đấy nè, đậu bắp ăn được nữa rồi nè, thấy chưa? Chắc bữa nay phải luộc đậu bắp cho mấy bà già ăn đi, cho bà đỡ tiểu đường. Quá trời. Nè, thằng dày chứ ngày mai là nó to dữ lắm á cô. Có chân té nghe cụ. Quá trời cỏ luôn, cô thấy không? Hết làm nổi rồi cụ ơi. Rau đắng nè, thấy chưa? Nè, rau đắng quá xá nè. Ở sao tôi trồng nhiều lắm. Đang luôn hả? Bông bí cũng ăn luôn hả? Quá mà. Ê xà, cái gì cũng quậy hết trơn á. Đó, coi đó. Nó đủng đỉnh cái đuôi đó. Thấy xê xê ta ngoan không? Hôm nay ăn đồ luộc không đi ha. Nay ăn đồ luộc đi với ăn canh rau má đi. Ăn cho nó hết cái đồ gì đó, đồ cũ luôn. Canh. Cái này nè cô ơi. Cô không cắt là một trưa nó nở nè. Mấy cái nụ mà vàng vàng á. Nó lẹ lắm. Đã coi nó liếng gì, đã liếng không sao. Nó mấy nụ vàng. Cắt xích đó, xích đó. Nụ vàng vàng nó đó, có hai ba nụ đó, thấy chưa. Vậy là còn mấy nụ kia là ngày mai nó lớn à. Ê xa. Quậy quá hay sao? Còn nữa kìa, nè. Dây dài chạy dài kia kìa. Nó có trái nè kìa. Đố cô thấy trái nó đâu?
đâu còn thấy trái ở đâu. Trái đó mà khi nào mà cái bông này nó có trái rồi. Thì đúng là bông bông gọi là bông đực, bông cái á. Cái nè, có một cái trái nè. Đó thấy chưa? Đó, đó, đó một đó, cái đó. Đó. Cô cắt nó là bông đực. Đó. Ở đó bông cái đó thấy chưa? Đi chứ chứ, ai dạ, vô, vô. Rồi thôi đi vô. Ngày mai hái rau cần cua nghe. Ở sau nhiều lắm á, mấy bà muốn ăn gì cái hái tôi làm nha. Hỏi rồng cua khỏi nói rồi cô. Sao? Vậy đi đá banh chứ. Vậy đi đá banh. Ê xa. Xê xê. Rồi, dẹp đi. Lên lên, lên lên. Chào nè. Không sao cô, bên ngoài. Chào rồi. Chào đồng rẫn kia. Chào đồng chí. Ngồi đi, cô ngồi đi. Quậy quá. Để răng nữa nghe. Đó. Bẻ răng nữa nghe. Ăn đi. Ăn. Đó, ăn đi, ăn cho ngon nhỉ. Mắt lên Ngọc Hoàng. Con này thì là... con này thì nó quậy dữ lắm. Con biết là... tóc rồi sạch sẽ rồi. Liên 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 quậy quá trời quậy mà. Coi nè, sơ sơ thì im re à, thấy không? Nó sơ sơ hỏng nè.
quá rồi. Quá rồi. Bây giờ có trời đó, đã phải sao thế. Ừ. Bây giờ đó. Bắt tay, đưa tay đi, bắt tay, đưa tay, đưa tay, bắt tay khỏi. Nó lọt người ta đó. Dạ, không có, chả có mặt. Mà chả cho, anh đi rồi, đẩy nó đau, nó không sợ, đeo. Mà chó Mỹ công nhận con nào cũng khôn với cậu ha. Nó khôn ha. Nó đòi lên. Rồi, à, nó thấy bà cụ này bồng con ấy xê bà đựng đó nè. Nó. Mm-hmm.